Đôi khi chúng tôi tổ chức những buổi lý thuyết ở đây thì chúng tôi phát hiện ra cái nhược điểm phòng bị vang, âm thanh không thực sự tốt, nhất là đối với những cái giáo viên mà người ta giọng nói nhỏ dẫn đến sinh viên ở phía dưới nghe không rõ. Khi các thầy và sinh viên trao đổi với nhau thì các cái tiếng động phát ra nó được phát ra từ nhiều nguồn tại nhiều vị trí, và phòng này có đặc điểm là cái trần hơi thấp cho nên là âm phản xạ được liên tiếp giữa mặt sàn và mặt trần, gây ra trong phòng cũng khá là ồn. Ngoài ra thì còn có một cái nguyên nhân nữa là tiếng ồn từ bên ngoài. Thì phòng này có đặc tính là đặc biệt là cái tầng cao nhất của trong nhà và có thêm mái tôn, thì khi có mưa thì tiếng động từ mái tôn xuống gây ra ồn. Khi bọn em làm việc trong workshop thì cũng rất ồn và vang, thành ra bọn em cứ phải ngồi gần nhau để nói to hơn, nhưng mà sau cuối cùng cũng nghe ồn, không nghe rõ nhau nói gì, làm việc kiểu cảm giác kém hiệu quả hơn. Âm thanh trong workshop rất là khó chịu vì bị vang, nên là dù chỉ một nhóm nhỏ thôi bọn em vẫn cảm thấy rất là ồn ào. Trung thu thì thầy chưa nói đến, trung thu của em phải có thầy Hà thì sẽ giảng khá kỹ mình. Nhưng mà khách sạn thì chúng em phải nói về lý do chọn, đúng không? Một cái thành công của cái khách sạn đấy chính là cái gì đầu tiên em biết không? Một cái người giám đốc nổi tiếng của Hilton, quỹ Hilton Hotel ấy, là chị nói về location là phải nói về vị trí. Một cái khách sạn kinh doanh muốn thành công đầu tiên phải có một vị trí thành công. Nếu các em chọn vị trí sai thì đương nhiên đồ án của các em sẽ được các thầy đánh giá là không biết chọn đồ ở vị trí, sẽ bị trừ điểm về đầu tiên. Tôi thấy ngay sự khác biệt, đấy là nó không còn vang, không còn ồn nữa. Khi mà tôi nói lên thì cái tiếng nói của tôi có thể các bạn sinh viên nghe nó rõ ràng hơn hẳn so với trước khi mà có cái sự thay thế này. Tôi cũng có đọc qua về sản phẩm của các bạn thì các thông số kỹ thuật của nó cũng khá là thú vị. Ví dụ như một tấm trần bông khoáng mà chiều dày có 1,9cm nhưng khả năng cách âm 35dB và chỉ số suy giảm âm là 0,7:1. Thì với căn phòng này của chúng tôi thì khi mà trời mưa gõ lên mái tôn là có thể khi âm thanh truyền vào phòng là không đáng kể. Em thấy rất là tuyệt vời. Bọn em trao đổi bài cái thứ không còn bị ồn hay bị nhiễu tiếng ạ. Bây giờ có thể dồn nhiều người vào cùng một phòng nhưng mà không còn ồn ào như trước nữa. Về dự án Modern School mà công ty Armstrong và công ty Viên Thành đã thực hiện với trường Đại học Phương Đông thì chúng tôi phải nói đây là một dự án rất hiệu quả. Bởi vì với một cái phòng học đồ án mới mà chúng tôi đã được trang bị một cái hệ trần tiêu âm mới thì có thể nói rằng tất cả các giáo viên và sinh viên đều cảm thấy rất thích thú khi được học trong phòng này. Vì một trong những cái đặc điểm của học đồ án là chúng tôi chia các nhóm nhỏ và các giáo viên sẽ làm việc với sinh viên nhiều nhóm đồ án trong một phòng, và mỗi nhóm đồ án có lịch hoạt động riêng, cho nên là âm thanh phát ra khi được triệt tiêu đi thì nó sẽ góp phần hiệu quả hơn trong việc giảng dạy của cả studio. Và bên cạnh đó, về mặt thẩm mỹ thì đây cũng được đánh giá rất là tốt, bởi vì là so với hệ trần cũ của chúng tôi thì hệ trần mới do Armstrong và Viên Thành làm thì đã có thẩm mỹ cao hơn, và tất cả các giáo viên và sinh viên khi chúng tôi khảo sát thì đều đánh giá rất cao dự án này. Và cuối cùng thì tôi cũng xin cảm ơn công ty Armstrong, công ty Viên Thành đã cùng với khoa kiến trúc công trình trường Đại học Phương Đông để hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy tại khoa chúng tôi. Xin cảm ơn. Nếu các em chọn vị trí sai thì đương nhiên đồ án của các em sẽ được các thầy đánh giá là không biết chọn đồ ở vị trí, sẽ bị trừ điểm về đấy đầu tiên, đúng không? Sau khi chọn vị trí xong mình phải phân tích được tại sao chúng tôi đặt ở đây. Bởi vì khi tôi đặt khách sạn này ở đây thì tại đây nó quá gần cái Lotte Tower, nơi quá nhiều văn phòng.